buổi giờ chiều nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, Đỗ Tiến sĩ nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, hiện nay thành phố Đà Nẵng đang tập trung phục hồi kinh tế sau đợt dịch Covid-19 vừa qua, để có được thành quả trong công tác phòng chống dịch đưa thành phố về trạng thái bình thường mới thích ứng linh hoạt hiệu quả an toàn với dịch bệnh như hiện nay luôn có sự đồng hành đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí trong đó có đài tiếng nói việt nam bí thư thành ủy nguyễn, nguyễn văn quảng chúc tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam trên cương vị mới sẽ tiếp tục cùng với đơn vị gặt hái thêm nhiều thành công mới Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố, Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, đồng thời đánh giá Đà Nẵng là địa bàn cực kỳ chiến lược và bày tỏ mong muốn thời gian đến, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam để đơn vị tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm báo chí hay và gần gũi với đời sống.